Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Quý vị đang đến với chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay cùng với Mỹ Linh và tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Kính chúc quý vị có một buổi tối thứ sáu cuối tuần thật nhiều niềm vui. Dạ, xin kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Dạ vâng, hân hạnh trở lại với cô Mỹ Linh cùng tất cả quý khán thính giả của Việt Nam American TV. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần, ngày 27 tháng 5 năm 2022. Xin mượn nơi đây kính chúc tất cả quý vị cùng toàn thể gia đình được yên vui và xin mời quý vị lắng nghe những bản tin sốt dẻo của buổi chiều thứ sáu do chúng tôi đưa tin từ Việt Nam American TV. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi Ya Amava Resort and Casino ở San Manuel với 6.500 máy kéo có luôn cả bài bàn hệ trong Hotel Resort đã khai trương để phục vụ cho quý vị. Tiếp đến nữa là nhà hàng chay Di Lạc với tất cả những món ăn chay rất là hấp dẫn để phục vụ cho quý vị, với địa chỉ là 2850 Quimby Road, Suite 125 thuộc thành phố San Jose. Điện thoại là 408-238-8686. 408-238-8686. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và có lẽ là quý khán giả chúng ta vẫn chưa hết bàng hoàng và cũng không có gọi là vẫn chưa thể tin nổi là sự thật đau lòng có thể xảy ra đối với các em học sinh tại trường tiểu học ở bang Texas. Và giờ đây thì có rất là nhiều những thông tin update thêm để chúng ta được biết. Và xin ban kỹ thuật có thể cho Mỹ Linh, trước khi mà tiến sĩ Hồng Dũng gửi đến cho quý vị những bản tin, thì chúng tôi có những cái bản tin ngắn nhỏ lẻ để mà show cho quý vị thấy những gì hình ảnh mới nhất của cái vụ nổ súng mà chúng ta người mẹ đã trả lời phỏng vấn với đài truyền hình. Thì xin ban kỹ thuật có thể cho Mỹ Linh cái video clip phỏng vấn người mẹ của kẻ nổ súng. Thì trong cái cuộc phỏng vấn, bà ngồi trên xe được nói chuyện cùng với đài truyền hình thì bà nói là không hiểu chuyện gì đã xảy ra và không có thể nào là tin được những gì đã xảy ra, cầu mong một cái sự tha thứ, please forgiveness, cầu mong cái sự tha thứ đối với lại cái người, đối với bà cũng như người con trai của bà. Và khi được hỏi là tại sao anh ta có những cái hành động như vậy thì bà không biết. Và đây là cái hình ảnh của người ông khi mà được phỏng vấn. Thì đây là ông của cái chàng thanh niên đã bắn súng. Thì người ông nói là cậu bé rất ít nói, vô cùng ít nói. Và phóng viên hỏi là như vậy có nói chuyện gì với nhau? Thì ông nói là không nói chuyện gì cả, chỉ một vài câu, rồi thường là ông đứng làm việc rồi xong rồi đứa bé đi qua rồi nói vài câu chào hỏi vậy thôi, chứ không có gì. Và nó rất là im lặng. Cái đó là một vấn đề. Và hình như là gia đình không có nói chuyện được với nhau. Và đến khi hỏi cái relationship giữa mẹ và cậu bé đó, thì người ông cũng có vẻ vô cùng ngập ngừng và nói rằng họ không có cái relationship tốt. Và phóng viên hỏi không tốt như thế nào thì người ông không trả lời được. Và đó là cái video clip nói chuyện với người ông. Rồi người mẹ trong cái cuộc phỏng vấn thì cũng nói là xin hãy tha thứ cho con của bà, tha thứ cho bà. Và bà cũng là một cái người mất con ở trong cái sự việc này, và bà cũng không thể lý giải được cái chuyện gì đã xảy ra, và bà không có thể giải thích cái hành động đó. Bà nói là không có một cái ngôn từ nào có thể nói được. Đây là cái hình ảnh của người mẹ mà đã được phỏng vấn, kính thưa quý vị. Dạ, và bây giờ thì chúng tôi quay trở về với lại những bản tin chính của buổi tối ngày hôm nay, mở đầu cùng với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Thì tiếp theo thì thưa với cô là tối hôm nay tại miền Bắc California cũng có một buổi lễ cầu nguyện vào lúc 7 giờ ở tại Grand Sanctuary. Thì có lẽ là mọi người sẽ đến đó để cùng cầu nguyện cho những em bé được siêu thoát. Thưa với quý vị, bản tin đầu tiên là những biện pháp mạnh tay để giúp các nước ngăn vấn đề xả súng một cách bừa bãi. Sau các vụ xả súng đẫm máu, chính phủ nhiều nước lập tức áp đặt các điều luật hạn chế nghiêm ngặt súng đạn, ngăn những thảm kịch tái diễn. Ở tại Vương quốc Anh hiện nay đã áp dụng một trong những chế độ kiểm soát súng hết sức là nghiêm ngặt đối với các nước phát triển, đến mức mà nhiều cảnh sát không được trang bị vũ khí khi thực hiện nhiệm vụ. Nhưng không phải ngay từ đầu đã như vậy. Người dân nước này trước đây có truyền thống coi săn bắn là một môn thể thao, điều đã ăn sâu vào trong văn hóa của sở hữu súng, đặc biệt là các vùng nông thôn. Tuy nhiên, văn hóa này bắt đầu thay đổi vào năm 1987 sau vụ thảm sát của Hungerford, được đặt tên theo thị trấn nhỏ ở nước Anh, nơi xảy ra vụ xả súng. Một người đàn ông địa phương 27 tuổi đã sử dụng hai khẩu súng trường bắn tự động và một khẩu súng ngắn mà anh ta sở hữu hợp pháp để bắn chết 16 người. Động cơ gây án của người này vẫn chưa được làm rõ. Thảm kịch đã làm chấn động dư luận nước Anh.
đối với nước Úc, Australia cũng là một nước từng đau đầu với những bạo lực súng đạn. Người dân nước này cũng đã từng có văn hóa ủng hộ sở hữu súng như là Hoa Kỳ, và quyền này được nhiều đảng phái chính trị ủng hộ. Tuy nhiên, vụ thảm sát năm 1996 khi một tay súng giết 35 người ở thị trấn Fort Arthur đã thúc đẩy chính phủ mạnh tay với chính sách kiểm soát súng. Và giờ này tại Hoa Kỳ, vấn đề kiểm soát súng là một trong những cái yếu tố đã đưa ra, và những loạt chương trình nghị sự vẫn để đó và chưa có hồi kết thúc. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng. Và thưa quý vị, tiếp đến là bản tin liên quan đến việc chi phí Medicare từ thuốc điều trị cho bệnh Alzheimer sẽ được giảm vào năm tới. Bộ trưởng Bộ Y tế về Dịch vụ Nhân sinh là Xavier Becerra vào ngày hôm nay đã thông báo rằng là chi phí bảo hiểm Medicare sẽ được điều chỉnh cho năm 2023 sau khi mà cho thấy là các chi phí bao gồm các loại thuốc chữa bệnh Alzheimer mới được đưa vào chương trình đang được đánh giá rất cao và có hữu hiệu. Hôm nay thì Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Xavier Becerra đã thông báo rằng chi phí bảo hiểm cho Medicare phần B cho những người đang được thụ hưởng Medicare cho năm 2022 nên được điều chỉnh giảm xuống để tính toán cho đúng với sự đánh giá và đang bị trả quá cao về chi phí do cái việc gọi là thuốc Alzheimer mới, đó là thuốc Aduhelm trong chương trình Medicare để mà được trợ cấp cái loại thuốc này. Thì Bộ Y tế và Nhân sinh cho biết là vẫn đang có các rào cản pháp lý và cần phải được thay đổi. Đó là lý do khiến cho chi phí bảo hiểm sẽ không được điều chỉnh cho năm nay, mà cho đến năm sau 2023 thì nó có thể thay đổi. Ông Becerra thừa nhận rằng là Bộ Sức khỏe và Nhân sinh để hy vọng đạt được mức bảo hiểm chi phí thấp hơn và sớm hơn, nhưng nó không khả thi. Và ngay cả Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh cam kết sẽ giảm chi phí cho Medicare, cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, chúng tôi mong muốn sẽ điều chỉnh sớm hơn về chi phí bảo hiểm Medicare để bảo đảm những người cao niên có thể tiết kiệm được tiền cho năm 2023. Aduhelm được tạo ra bởi công ty Biogen đã trở thành một loại thuốc chữa Alzheimer đầu tiên được FDA approved trong gần 20 năm sau khi mà nó đã được đưa ra nghiên cứu, và mới hồi tháng 6 năm ngoái thì đã được đồng ý rồi. Kể từ đó, loại thuốc này phải đối mặt với là một sự giám sát y tế chặt chẽ trong việc điều trị bệnh Alzheimer, cho nên giá thành cao ngất ngưỡng luôn. Và đây là một cái loại thuốc có giá tới 56.000 đô la một năm. Và nếu như mà những ai đang dùng loại thuốc này thì Medicare của quý vị phải trả lên đến 56.000 đô la một năm. Là chi phí quá cao. Nhưng Biogen đã thông báo tháng 12 rằng 12 vừa rồi đó thì sẽ giảm một nửa chi phí xuống còn 28.200 đô la một năm, và tương đương khoảng là 2.170.000 đô la cho mỗi lần mà truyền dịch hàng tháng cho một bệnh nhân. Cho nên là bây giờ thì hy vọng là có thể tiếp tục giảm cho năm 2023 để những ai mà bị bệnh Alzheimer có cơ hội có được loại thuốc Aduhelm này. Và quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, nếu mà muốn không bị Alzheimer sớm đó, quý vị cố gắng đọc sách nha. Ngồi thiền, chạy bộ thì nó cũng giảm đi bớt. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo là Hoa Kỳ trừng phạt Triều Tiên. Hoa Kỳ áp dụng trừng phạt nhằm các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động mua sắm hoặc tạo doanh thu cho Triều Tiên. Bộ Tài chính của Hoa Kỳ ngày hôm nay 27 tháng 5 thông báo lệnh trừng phạt vào tập đoàn thương mại Ecoro, cũng như các tổ chức tài chính của Nga là Ngân hàng Viễn Đông và Ngân hàng Sputnik. Dân Dân Nam, đại diện Học viện Khoa học Tự nhiên thứ hai, tức là SAN của Triều Tiên tại Belarus, cũng nằm trong danh sách bị trừng phạt. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai và thực thi các biện pháp trừng phạt hiện nay, trong khi thúc giục Triều Tiên quay lại con đường ngoại giao, cũng như từ bỏ theo đuổi vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo. Đây là đại diện của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo ngày hôm nay. Trở lại với cô Mỹ Linh.
Dạ, cảm ơn Thiếu sĩ Ngô Hồng Dũng. Và tiếp đến là bản tin liên quan đến có một người đàn ông ở New York đã bị kết án 4 năm vì tội âm mưu xâm phạm cái mạng của quốc gia. Một người đàn ông New York đã bị kết án 4 năm tù giam vào ngày thứ Tư vì đã tham gia vào một âm mưu lừa đảo tội phạm trên mạng xuyên quốc gia. John Telstra là người đã nhận tội vào năm ngoái về tội danh âm mưu gian lận, thừa nhận đã mua những cái thông tin của những thẻ tín dụng, những thẻ credit card đã bị ăn cắp hoặc là xâm phạm vào và cũng như giúp đỡ các thành viên của một tổ chức gọi là InFraud để kiếm tiền từ những kế hoạch lừa đảo. Và ông Telstra đã bị là bị cáo mới nhất bị kết án vì vai trò trong kế hoạch của tổ chức InFraud. Và theo của Bộ Tư pháp thì tổ chức này là một doanh nghiệp tội phạm xuyên quốc gia tham gia vào cái việc là bán hàng hóa cũng như các dịch vụ liên quan đến gian lận, bao gồm có đánh cắp danh tính rồi sau đó bán lại cho các công ty lừa đảo nè, ăn cắp thẻ dữ liệu tín dụng nè, rồi những phần mềm gọi là độc hại ở trên computer để mà lấy cắp những cái thông tin. Tổ chức này đã mua và bán hơn 4 triệu số thẻ tín dụng vào các thẻ debit card, credit card đầy đủ hết, khiến các nạn nhân của kế hoạch này đã bị mất lên đến tổng số tiền là 568 triệu đô la. Telstra, người đã gia nhập vào tổ chức gọi là InFraud này năm 2011, là một thành viên gọi là rất là năng nổ luôn. Người cũng đã mua và sử dụng gian lận số thẻ tín dụng của các cá nhân, những người mà bị lấy cắp thông tin. Và năm ngoái, người đồng sáng lập của InFraud là Sergey Medvedev cũng đã bị kết án 10 năm tù. Và Medvedev là một công dân Nga đã nhận tội vào năm 2020 với một tội danh đó là âm mưu gian lận. Vâng, xin đến đây xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo để tiếp tục đưa đến cho quý vị những bản tin tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Với chương trình này còn được phát hình ở trên Facebook cũng như trên YouTube VNTV. Quý vị có thể share cho mọi người cùng coi nè, rồi comment vào nè để nói chuyện cùng với chương trình và nhớ bấm like rồi thả tim nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngoài ra chúng tôi cũng có phát hình ở trên hệ thống của Roku Box cũng như là trên website vnatv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 714-662-9696, 714-662-9696. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia với lại tất cả những dòng xe rất là tốt, và đặc biệt là có EV6 là dòng xe điện 100%, có thể chạy tới hơn 300 mai quý vị mới cần phải chạc bình lại lần, và mỗi lần chạc thì rất là nhanh, cho nên mời quý vị có thể tìm hiểu thêm tại các đại lý xe Kia trong vùng. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tiếp đến vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay, tiếp theo cùng với tiến sĩ Nguyễn Hùng Dũng thêm. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Ở Tài đã nâng tầm thực phẩm Việt Nam bằng những mô hình của kiểu Hoa Kỳ. Ông Paul Phạm, chủ của nhà hàng Hughes tại Houston, tin rằng mô hình bán bánh mì cho tài xế lái xe ngang qua sẽ giúp ẩm thực Việt Nam lên ngôi. Nhà hàng Hughes trên đường 18 West là một trong số nhiều nhà hàng do người Việt, gốc Việt, người Hoa Kỳ gốc Việt mở tại Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Nơi này từng là cửa hàng thức ăn nhanh tên là Dairy Queen. Biểu hiện ở mặt tiền vẫn còn hình viên con mắt đặc trưng cho chuỗi hàng của cửa hàng bán kem, nhưng thực đơn giờ đây có thêm bánh mì và bò lúc lắc. Điểm đặc trưng đầu tiên là hai cửa hàng Hughes và Dairy Queen là mô hình phục vụ khách. Thường thường là những tài xế lái xe đi ngang qua và bán tại cửa sổ, áp dụng từ tháng 3 năm 2020 cho đến ngày hôm nay vì đầu tiên là lý do Covid-19. Ông Phô Phạm, chủ của nhà hàng Hughes, đã hy vọng có một ngày cơ sở của mình sẽ nổi tiếng khắp nơi. Năm tới
ông sẽ mở cửa hàng thứ ba và đang lên kế hoạch mở rộng kinh doanh khắp vùng Texas và thậm chí là cả các tiểu bang khác. Và cũng thưa quý vị, tiệm bánh mì Lee Sandwich trong tuần lễ này cũng đã khai trương tiệm thứ 72 trên đất nước Hoa Kỳ cũng như là khắp nơi trên thế giới. Đó là một cái chuỗi cung ứng mà bánh mì Lee Sandwich cũng đã đưa vào thị trường ẩm thực bằng cái mô hình của kiểu Hoa Kỳ. Thì đây là những vấn đề mà Việt Nam thức ăn đã được lên ngôi và đã được các người ở các quốc gia khác chú ý. Và một số nhà hàng Việt ở California, Minnesota, Texas, Washington cũng đã áp dụng nhiều mô hình để phục vụ những loại khách mà thường thường là ngồi trên xe ăn một cách nhanh. Cho nên các nhà chủ nhà hàng đang nỗ lực để thu hút lượng tín đồ thực phẩm của Việt Nam bằng những cách vừa kết hợp những món bánh mì Việt Nam với sự tiện lợi của kiểu Mỹ. Và dĩ nhiên là ông Paul Phạm này là sinh ra và lớn lên tại Houston, nơi có 180.000 người Việt Nam đang sinh sống, và cộng đồng này cũng rất là phát triển nhờ những áp dụng vừa là Việt Nam vừa là Hoa Kỳ. Nói như vậy thì thưa quý vị, chúng ta thấy cái lời vô cùng, cho nên học tiếng Việt cũng là một trong những cái lợi mà sau này các em cũng cần phải thiết, bởi vì mình vừa biết tiếng Anh đã đành và biết thêm tiếng Việt thì làm nhiều cái công việc tốt đẹp hơn. Thì các bậc phụ huynh phải lưu ý nha, cho con em của chúng ta học thêm tiếng Việt cho được dồi dào. Cảm ơn quý vị và trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa, kính thưa quý vị, là bản tin liên quan đến app Yubo hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra vụ nổ súng tại tiểu bang Texas. Yubo là một app có một cái function, có một cái khả năng là có thể live streaming, tức là phát hình trực tiếp, đã thường được giới thiệu cho những người ở tuổi teenager, những người thiếu niên sử dụng, đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra vụ nổ súng ở tại thành phố Uvalde của tiểu bang Texas. Và người ta có những cái bản tin và cho biết rằng là tay súng đã sử dụng cái app của Yubo này để thảo luận về kế hoạch của mình trước khi sự việc xảy ra. Salvador Ramos, tay súng 18 tuổi, đã giết chết đến nay là 19 em nhỏ và 21 người giáo viên, và đã dùng cái app để nhắn tin nhắn với lại một cô gái 15 tuổi ở Đức trước khi sự việc xảy ra, và đã nói rằng là mình đã bắn người bà của mình và đang trên đường chuẩn bị đến ngôi trường gần đó. The New York Times cũng đưa tin vào ngày thứ Tư, trích dẫn ảnh chụp cái màn hình của điện thoại cô gái mà anh ta nói chuyện cung cấp, được xác định với biệt danh là CC của cô gái. Thì Ramos cũng được cho là đã sử dụng cái app Yubo này và cho phép người có thể gọi là trò chuyện video trực tiếp với nhau, giống như quý vị hay gọi FaceTime hay là Facebook Messenger, nó giống như vậy, hoặc là gửi cái chat message luôn. Và các cuộc gọi video cũng đã được tìm thấy với lại CC hồi đầu tháng này. Và đó chỉ là hơn một chục người mà họ biết được rằng đã có nói chuyện với Ramos ở trên cái app của Yubo. Và một người phát ngôn của Yubo đã xác nhận trong một tuyên bố vào ngày hôm nay, công ty đang hợp tác với lại các cơ quan điều tra để có thể coi thử những cái gì mà Ramos đã nói ở trên cái app của họ. Và đây là một cái những cái tài khoản Ramos là một trong những tài khoản lẽ ra là bây giờ là họ phải block, họ phải cấm để người ta không có thể tò mò mà đi vào tìm hiểu nhiều, thì nó gây ảnh hưởng tới cộng đồng, nhưng mà họ sẵn sàng để mà sharing với lại cảnh sát, tuy nhiên từ chối chia sẻ những cái thông tin về cuộc điều tra, tức là cảnh sát điều tra đến đâu, lấy những cái gì từ cái account của Ramos thì họ không nói cho giới truyền thông được biết. Và cái người phát ngôn viên của Yubo nói rằng, chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự mất mát to lớn này và đang hoàn toàn hợp tác với cảnh sát về cuộc điều tra của họ. Ở giai đoạn này, chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cụ thể nào về mặt pháp lý, ngoài yêu cầu trực tiếp từ cơ quan thực thi pháp luật, nhưng có thể xác nhận rằng chúng tôi đang điều tra một tài khoản đang bị cấm ở trên app của chúng tôi. Một người dùng Yubo khác sống ở Hy Lạp nói với ABC News rằng Ramos đã có mặt
ở trên cái app này một ngày trước khi vụ nổ súng xảy ra, với ngụ ý rằng có điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Dường như là Ramos đã có cái ý tưởng, đã có cái kế hoạch của mình, không phải là ngày hôm đó đúng cái sự việc xảy ra mới tức giận và hành động, nhưng mà dường như là đã có kế hoạch từ một ngày trước đó, thưa quý vị. Và quay trở lại với tiến sĩ Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, lý do Ukraine đã thúc giục Hoa Kỳ chuyển pháo phản lực tầm xa. Ukraine tin rằng nếu được Hoa Kỳ chuyển pháo phản lực HIMARS Mars, họ có thể tập kích sâu hơn vào đội hình của Nga, ngăn đối phương chọc thủng phòng tuyến. Các hệ thống pháo phun lửa TOS-E1 của Nga đang công kích vị trí quân đội của Ukraine ở vùng Novomykhalivka, tỉnh miền đông của Donetsk. Chúng tôi sẵn sàng tấn công đáp trả, nhưng Ukraine cần phải có những hệ thống pháo lực phóng loạ kiểu của NATO ngay lập tức. Bộ Quốc phòng của Ukraine cho biết ngày hôm nay 27 tháng 5 là pháo phản lực luôn nằm hàng đầu trong danh sách vũ khí mà Ukraine đề nghị với phương Tây viện trợ. Giới lãnh đạo của Ukraine đã trực tiếp đề nghị vấn đề này đối với những vị của đại diện Hoa Kỳ trong nhiều cuộc gặp gỡ. Ukraine phải nhận được các loại vũ khí hạng nặng, đặc biệt là pháo M142 HIMARS và pháo phản lực M270 để có thể đáp ứng lại những chiến dịch và có thể phòng thủ một cách hiệu quả và chủ động hơn. Chúng tôi sẽ có những khả năng tập kích sâu vào đội hình tác chiến của Nga, khiến đối phương không thể cơ động và tập trung hỏa lực quy mô để chọc thủng phòng tuyến của Ukraine. Đây là lời của Mykhala Biliopeko, đã là một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine. Ông nói tiếp, phản lực phòng chống loại M270 được đưa vào biên chế của quân đội Hoa Kỳ từ năm 1983. Hiện được hơn 10 quốc gia sử dụng. Mỗi xe phóng mang được 12 quả đạn với tầm bắn là 36 đến 67 km. Trong khi các biến thể mới có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách là 160 km. Đây là điều mà Ukraine đang cần để được cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để chống lại cái sự xâm lăng một cách vô lý của nước Nga. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Kính thưa quý vị, hãng Delta Airlines sẽ cắt giảm 100 chuyến bay hàng ngày trong mùa hè này, sẽ làm cho giá của vé máy bay sẽ tăng đột biến và chắc chắn là sẽ gây nhiều khó khăn. Nếu quý vị nào có ý định đi chơi trong mùa hè này thì quý vị nên nhanh chóng mua vé, cũng như là có thể có những cái cách nào để mà search vé cho được tốt hơn và tìm kiếm nhiều sự lựa chọn hơn. Tại vì những hãng lớn như là Delta, JetBlue hay là American Airlines đều có thể đang có kế hoạch để cắt giảm, và ngày hôm nay Delta chính thức đã đưa ra một tuyên bố cắt giảm tới 100 chuyến bay cho các chuyến bay hàng ngày, là tại vì họ không đủ nhân viên để làm việc. Họ nói họ không thể nào hoạt động được trong khi họ vừa thiếu nhân viên, đặc biệt là những cái người nhân viên về vấn đề kiểm soát không lưu. Trong khi đó thì giá cả xăng dầu trở nên tăng, làm cho họ không cách nào có thể điều tiết được cái giá cả, thì họ vẫn phải tăng giá. Trong khi nếu tăng quá cao thì khách hàng lại không chịu nổi, và cuối cùng thì nó là một cái giống như là một cái vòng luẩn quẩn mà hãng Delta phải giải quyết. Họ giải quyết bằng cách sẽ giảm đi các chuyến bay để giảm đi cái lượng là những người nhân viên phải làm việc một cách quá tải. Trong khi đó thì COVID-19 vẫn đang còn, cho nên đôi khi có những người nhân viên xin nghỉ đột xuất vì COVID-19. Cho nên cuối cùng họ vẫn không đủ, nhất là những người kiểm soát không lưu không thể thiếu được, tại vì nếu thiếu những người kiểm soát viên không lưu có thể gây nguy hiểm. Rồi đặc biệt các nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy bay trước các chuyến bay, rồi những nhân viên phục vụ trên các chuyến bay đều thiếu cả. Và đặc biệt nữa là không chỉ hãng Delta Airlines mà ngay cả JetBlue cũng đã có quyết định cắt giảm đi các chuyến bay hàng ngày của mình. Mà không những là họ cắt giảm những cái nơi bình thường, họ cắt giảm ngay trong những cái chuyến bay chính, những cái khu vực mà gọi là thương mại chính của họ, họ cũng cắt luôn. Đó, cho nên là đây là một cái sự cắt giảm rất lớn của hãng Delta Airlines. Và dù tại vì cái nguồn mà rất là cung đã không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu, nguồn cầu thì quá cao trong khi không thể cung cấp được, cái đó là một cái sự đáng tiếc của các hãng, trong khi là lẽ ra các hãng máy bay đang có cơ hội để phát triển rất mạnh mẽ ở trong mùa hè này. Và đến đây thì xin kính mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 và 26.9. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.
Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3, 16.10 cũng giống như băng tần 26.9 của chúng tôi để theo dõi tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và quý vị cũng có thể theo dõi trên Facebook cũng như trên YouTube VNATV. Nếu quý vị đang theo dõi trên YouTube, xin bấm vào cái chữ là subscribe, hoặc là quý vị có thể bấm vào cái chữ gọi là ghi danh đó, thì sau đó bấm vào cái chuông để YouTube có thể gửi đến cho quý vị một tin nhắn nói rằng chúng tôi đã có cái video clip mới được upload lên. Rồi tiếp đến nữa, nếu quý vị đang theo dõi trên Facebook, xin bấm vào chữ follow hoặc là theo dõi để quý vị có thể có được một cái tin nhắn của Facebook báo rằng là chúng tôi đang có video clip mới và chúng tôi đang truyền hình trực tiếp gửi đến cho quý vị, nên quý vị nhớ theo dõi. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phát hình ở trên hệ thống của Roku Box, quý vị download app Việt World TV hoặc là VNATV để theo dõi, rồi cũng có ở trên website vnatv.com. Kính mong quý khán giả nhớ chia sẻ thông tin này để cho quý vị khắp nơi có thể biết đến đài. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến vẫn là những bản tin trong buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ Ngô Hồng Dũng thưa. Dạ vâng, cảm ơn cô Mỹ Linh. Kính thưa quý vị, nước Nga nói rằng họ bị phương Tây tấn công tổng lực. Bây giờ mới thấy đau. Ngoại trưởng Lavrov đã cáo buộc phương Tây mở cuộc chiến tổng lực nhằm vào Nga và thi hành chính sách xóa bỏ mọi thứ liên quan tới nước này. Phương Tây tuyên bố một cuộc chiến tổng lực nhằm vào chúng tôi và thế giới Nga. Không ai giấu giếm điều này, Ngoại trưởng Nga, ông Sergei Lavrov, nói trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 5. Đồng thời cảnh báo chính sách xóa bỏ Nga của phương Tây sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài. Văn hóa xóa bỏ Nga và mọi thứ liên quan tới đất nước chúng tôi đã đến lúc hết sức là phi lý. Người ta cấm các tác phẩm kinh điển của Tchaikovsky, Dostoyevsky, Tolstoy và Pushkin. Hành vi bức hại nhằm vào các người làm công tác văn hóa và nghệ thuật của Nga đang diễn ra. Ông Lavrov nói, Ngoại trưởng Lavrov đã cáo buộc Hoa Kỳ và các vệ tinh của họ đang tăng cấp và lên đến cái mức độ gấp 3, gấp 4 lần nỗ lực kiềm chế Nga. Ông nói phương Tây đang sử dụng nhiều loạt công cụ, từ các biện pháp trừng phạt kinh tế đơn giản cho đến truyền bá thông tin sai lầm để mà triệt hạ truyền thông toàn cầu của Nga. Ở nhiều nước phương Tây, chứng sợ Nga đã trở thành một trạng thái chưa từng có tiền lệ mà chúng tôi lấy làm tiếc rằng nó được giới chức một số các quốc gia khuyến khích. Ông Lavrov nói, đồng thời khẳng định Nga chắc chắn không chấp nhận điều này sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2 nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa tại Ukraine. Nhiều quốc gia phương Tây cấm nghệ sĩ nước này biểu diễn hoặc kết các hợp đồng. Chuyện này cũng là một cái chuyện mà đến giờ phút này mới nghĩ đến cái chuyện mà đất nước của ông ta bị thất bại, bởi vì từ những cái hành động này thì phương Tây phải sợ hãi, và dĩ nhiên từ cái sự sợ hãi này họ đã cắt đứt tất cả những vấn đề liên quan đến văn hóa, liên quan đến vấn đề sử sách và liên quan đến những cái quan hệ. Đó là một cái điều mà có lẽ rằng ông phải chấp nhận và chịu trách nhiệm. Đó là do cái hình ảnh của những quan chức nước Nga tạo ra. Ban tổ chức liên hoan phim Cannes của Pháp đầu tháng 3 đã cấm các đoàn đại biểu Nga, trong khi giải ca khúc truyền hình Eurovision cũng thông báo loại thí sinh Nga ra khỏi cuộc thi. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng. Và thưa quý vị, tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến việc có ít nhất là 4 người chết và 2 người bị thương ở trong một vụ nổ nhà ở Pennsylvania. Các quan chức cho biết có ít nhất là 4 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương trong đêm tối ngày hôm qua sau khi có một ngôi nhà đã phát nổ ở ngay một quận hạt Philadelphia. 2 người khác không có tên ở trong danh sách của những người mà sống ở trong ngôi nhà là Justin Kelly, là cái người điều hành khu vực Postal, đã cho biết trong một cuộc họp báo những người sơ cứu đã được gọi đến nhà lúc 8 giờ tối và nhiều người của cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Cái ngôi nhà này cách Philadelphia khoảng chừng 40 miles về phía bắc. Ông Keller từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến tên tuổi của các nạn nhân. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ, nhưng ngôi nhà đã nổ tung luôn và
khiến cho tổng cộng 4 người chết, 2 người bị thương. Ông Keller cho biết là cảnh sát ở Pennsylvania cũng như là cơ quan về rượu, thuốc lá và súng và chất nổ là ATF đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Không biết là có phải rò rỉ khí ga hay không, thì tất cả đều không rõ là tại vì ngôi nhà đã hoàn toàn nổ tung luôn, không còn một cái gì trên cái gì cả, cho nên rất khó để có thể tìm ra nguyên nhân. Chỉ biết rằng vào lúc 8 giờ đêm bỗng nhiên ngôi nhà phát nổ kèm theo cái chết của 4 mạng người và 2 người khác thì bị thương. Chỉ mong rằng 2 người bị thương có thể cho cảnh sát biết được một số thông tin nào đó, nhưng đến bây giờ thì cảnh sát từ chối để tiết lộ thông tin của các nạn nhân. Giờ quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng, thưa anh. Dạ vâng, cảm ơn cô. Kính thưa quý vị, về vấn đề lương thực toàn cầu sẽ là một cái thảm nạn. Cho nên ngày hôm nay 27 tháng 5, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng đóng góp đáng kể để ngăn cái khủng hoảng lương thực toàn cầu nếu mà phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt Moscow. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẵn sàng xuất khẩu ngũ cốc và phân bón để đóng góp vào việc khắc phục cuộc khủng hoảng lương thực với điều kiện là phương Tây phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt mang động cơ chính trị. Điện Cẩm Linh hôm 27 tháng 5 là hôm nay ra tuyên bố sau một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng của nước Ý là ông Mario Draghi. Tổng thống Nga cũng đề cập đến những động thái nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, trong đó có mở các hành lang nhân đạo cho tàu dân sự ra khỏi các cảng ở biển Azov và biển Đen, tức là Nga và Ukraine là hai nơi đã có những cái vấn đề sản xuất lương thực khá cao. Nhưng mà Nga cho rằng phía Ukraine đã cản trở các chuyến tàu, thêm rằng cáo buộc Nga là nguyên nhân gây ra những vấn đề về nguồn cung cấp lương thực cho thị trường toàn cầu. Đó là điều vô căn cứ. Thủ tướng Italy là ông Draghi cho biết ông điện đàm với Tổng thống Putin nhằm tìm cách để mà giải quyết khoảng 20 triệu tấn lúa mì đang nằm trong các kho ở Ukraine từ biển Đen, tức là Hắc Hải, bị phong tỏa khiến cho tàu chở lương thực không thể ra vào ở nơi đây. Hạm đội biển Đen của Nga được cho là đã rải thủy lôi và triển khai nhiều tàu chiến phong tỏa cảng biển Ukraine. Kiev cũng bị cáo buộc rải nhiều loại thủy lôi ở chung quanh để ngăn tàu chiến của Nga tiếp cận, khiến cho khoảng 80 tàu hàng hải mắc kẹt tại cảng Odessa. Ông Draghi đề nghị Nga và Ukraine cùng hợp tác để mở cửa các cảng ở tại biển Đen. Thủ tướng Italy nhận định Nga sẵn sàng hợp tác theo hướng này và ông sẽ tiếp tục trao đổi với ông tổng thống của Ukraine là ông Zelensky để xem phía Kiev có thái độ tương tự hay không. Tuy nhiên, ông Draghi cho hay cuộc trao đổi và nhìn thấy không có gì triển vọng hòa bình cho xung đột giữa Nga và Ukraine trong những tháng ngày sắp tới. Thưa quý vị, hiện tại Biển Đen như quý vị biết nó là một cái cửa ngõ quan trọng vô cùng giữa cái vấn đề mà liên lạc giữa Nga đến các quốc gia khác cũng như là Ukraine. Nhưng mà hiện tại cái biển đó nó dày đặc thủy lôi. Mà quý vị biết thủy lôi thì nó gài ở dưới đó, nếu mà tàu đi qua lại sẽ bị vướng thủy lôi và nổ tung. Đó là cái điều mà không quốc gia nào dám bán mãn, không có nghĩa là nội bất xuất mà ngoại bất nhập. Thành thử ra có hàng trăm chiếc tàu nó nằm ở trong cái cảng Odessa cũng bị nằm ở trong cái trạng thái chờ mà không biết ngày nào sẽ không còn thủy lôi. Điều này có thể là 5-7 năm chứ không phải một ngày hai ngày đâu. Trở lại với cô Mỹ Linh. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Ngô Hồng Dũng. Và tiếp đến nữa là một bản tin liên quan đến những hành động của cảnh sát đã làm gì khi một cuộc nổ súng ở tại tiểu bang Texas nổ ra. Một quan chức cho biết cảnh sát đã đưa ra quyết định sai lầm khi không vào lớp học. Một quan chức của tiểu bang Texas thừa nhận cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra quyết định sai lầm trong cái cách mà họ giải quyết cái vụ nổ, vụ xả súng ở tại tiểu bang Texas, ở trong một thị trấn nhỏ, một thành phố nhỏ là Uvalde, ở tại đây trong khoảng thời gian là 36 phút. Một tay súng 18 tuổi đã bước vào bên trong trường học một cách dễ dàng
như đi vào chốn không người. Và trong khi có các những bản tin bên ngoài thì nói rằng đã bị cảnh sát đuổi theo, rồi sau đó thì mới chạy vào trong trường, rồi sau đó thì đã bị cảnh sát bắn rồi, nhưng mà hụt rồi người đó mới chạy vào được vào trong lớp, rồi sau đó vào một lớp học ngẫu nhiên rồi bắn. Nhưng thực chất không phải là như vậy. Người thanh niên 18 tuổi đó đã lấy chiếc xe của ông bà của mình, sau đó lái đi, rồi sau đó đâm cái xe xuống vào một cái cây rảnh ở ngay trước trường, sau đó bước vào bên trong trường một cách hiên ngang. Vào video clip bây giờ không thể che giấu được là thấy người này đã bước vào như chống không người, lẽ ra cái cửa khi mà các em học sinh trong giờ học phải được đóng, nhưng không hiểu tại sao cái cửa bên hông của trường lại mở một cách dễ dàng, và người này chỉ có việc bước vô và đi vào thôi. Và sau đó bước vào một khoảng sân, rồi sau đó bước vào trong lớp. Khi mà đài truyền hình phỏng vấn bên học sinh đã được nói rất là rõ ràng là người đó đã bước vào, và cái video clip cũng cho thấy rõ ràng là đã không gặp bất kỳ một sự cản trở nào khi bước vào trong trường học. Và khi mà vụ nổ súng xảy ra thì mãi đến 36 phút sau thì cảnh sát mới gọi là, dĩ nhiên khi mà vụ nổ súng xảy ra thì họ đã có mặt, nhưng mà chặn tất cả cha mẹ ở bên ngoài. Dù là cha mẹ hét lớn, có những người ông bố là cầu xin năn nỉ hãy đưa áo cho họ, để mà hãy đưa súng đưa áo cho họ để họ vào để bảo vệ con của mình. Nhưng mà cảnh sát đã lúc đó là giằng co và không có quyết định một cách gọi là nhanh chóng, và để mà bước vào ở trong lớp học một cách nhanh hơn để giải quyết vấn đề. Cuối cùng thì trong vòng 36 phút thì sự việc đã xảy ra, và đó là một tính toán vô cùng sai lầm. Và đến nay thì giám đốc của Sở An toàn Công cộng của tiểu bang Texas là ông Stephen McCrow đã thừa nhận rằng các sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường ở ngay cái khu vực của thị trấn Uvalde đó thôi đã tính toán sai lầm những gì đã diễn ra. Đó không phải là một quyết định đúng đắn, đó là một quyết định sai lầm. Khoảng thời gian mà chúng tôi tin rằng là lẽ ra là phải là một cái cuộc đột nhập vào trong lớp, nhưng mà chúng tôi đã không làm như vậy và đã không có thời gian. Ở Macro cho biết là trẻ em đang ở trong lớp học của trường tiểu học Rob lúc đó đã gọi cho 911 trong một cái cuộc họp. Thì ông đã report cho biết như vậy. Vào một thời điểm của đội chiến thuật tuần tra biên giới đã đến và tiêu diệt kẻ xả súng là Salvador Ramos, một số người khác đã bị thương và những người sống sót là trong cơn ác mộng đó, thì đã cho biết là cảnh sát đã phản ứng rất là chậm chạp, thưa quý vị. Và đến đây thì xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, và kính chúc quý vị có một thứ sáu thật bình an và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dạ, cảm ơn thứ sự Nguyễn Hùng Dũng. Dạ vâng, xin kính chúc quý vị kỳ này thì có long weekend đó, quý vị có thể có được một long weekend an vui. Chúc cô Mỹ Linh cùng tất cả quý khán thính giả có được một bữa ăn thật là đầm ấm. Tạm biệt quý vị.